Đấy, em xin chào toàn thể các bác ạ. Đấy, buổi chiều, đầu giờ chiều của ngày 20 tháng 12 năm 2021 thì bên công ty lại đang trong cái quá trình sắp xếp xe và xuất xưởng lên đường cho anh khách hàng ở ngoài Thái Bình hai tấm chiếu các bác ạ. Hai tấm chiếu hương nhá. Anh khách hàng ở ngoài Thái Bình là hai tấm chiếu hương, hàng một tấm một chiếu, rất là long lanh luôn. Hôm trước là có đang trong cái quá trình sản xuất, em cũng có quay cho toàn thể các bác cũng như anh có đang theo dõi ở từng khâu sản xuất rồi, thì ngày hôm nay là đang trong cái quá trình là sắp xếp xe và xuất xưởng lên đường. Đây ạ, hai tấm hương này, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Kèm theo đấy là hai đôi chân mễ. Hai đôi chân mễ thì khá là cồng kềnh, khá là cao. Thì bác đặt theo yêu cầu, theo kích thước mà. Đấy. Theo yêu cầu, theo kích thước nên bên công ty là vẫn nhận đặt hàng theo yêu cầu của nhà các bác. Đây ạ, đang trong cái quá trình sắp xếp xe rồi đây. Thì hiện tại ở bên cơ sở 2 của Hoàng Anh Tiến đang sản xuất rất là nhiều các cái sản phẩm như là hàng một tấm một chiếu, hàng hai tấm một chiếu, hàng K3 sofa, các cái kệ tivi hàng nguyên tấm nguyên khối. Đấy, kèm theo đấy là rất là nhiều các cái cây vanh tròn. Là bên em bán cả cây vanh tròn này các bác nhá. Cập bến rất là nhiều công hàng như là gỗ lim, hương và cẩm hồng. Cập bến tại cơ sở 2 của Hoàng Anh Tiến không những xẻ hàng bán hàng thành phẩm mà bên em còn bán cả những cây vanh tròn như là gỗ lim này, hương và cẩm hồng. Hôm trước có về mấy công hàng rồi, nên bác nào có nhu cầu cứ để lại số điện thoại hoặc comment ở dưới video để được bên em gọi điện trao đổi, tư vấn và báo giá cho toàn thể các bác nhé. Đấy, đang trong cái quá trình sắp xếp xe. Chị rơi nè. Tới Tết rồi các bác ạ, bác nào có nhu cầu những các cái mặt hàng nguyên tấm nguyên khối á, cứ nhanh tay liên hệ để được bên em gọi điện để tư vấn trao đổi cho toàn thể các bác. Vì là thời gian từ giờ vào Tết không lâu nữa đâu các bác ạ. Đấy, vì ở bên công ty sản xuất thì em cũng chia sẻ thật với toàn thể các bác là tất cả những các cái khâu sản xuất cũng như các cái khâu lựa chọn phôi cũng như là những các cái mặt hàng về thì em cũng là người quay trực tiếp và cận cảnh những các cái khoảnh khắc đấy cho toàn thể các bác cùng xem. Đấy, cho nên là lựa chọn để mà hoàn thiện được một cái sản phẩm thì qua rất là nhiều các cái quá trình. Thứ nhất là mình phải lựa chọn phôi. Đấy, lựa chọn phôi, sau đấy rồi qua quá trình hấp sấy. Hấp sấy sau đến rồi qua rất là nhiều công đoạn, làm thô, làm nguội này, rất là nhiều để được hoàn thiện và đưa ra sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất cho toàn thể các bác. Đấy, vì nó phải trong cái quá trình sản xuất nó phải đủ quy trình thì mới đảm bảo chất lượng hàng cho toàn thể các bác được. Nên là các bác không phải là đặt hàng là có ngay đâu ạ. Đấy, ví dụ nhiều cái mặt hàng mà bên em đã hoàn thiện rồi thì có khi là có khả năng là sẽ phù hợp với nhiều không gian của nhà các bác. Nhưng mà nhiều cái mặt hàng, ví dụ nhà bác nào muốn to hơn, rộng hơn hoặc là không gian thì các bác hạn hẹp thì các bác có thể là cần những các cái tấm thấp hơn hoặc nhỏ hơn theo không gian của nhà mình. Thì cái đấy thì các bác có thể là nên đặt hàng theo yêu cầu hoặc là theo mẫu mã của nhà mình. Đấy, để được bên công ty hoàn thiện và làm sản xuất và làm cho toàn thể các bác những các cái sản phẩm mà tốt nhất, chất lượng nhất. Đấy, nên các bác có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ đến các số điện thoại sau 0931392777 hoặc 0977999000, hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở chính của bên công ty. Đấy là cơ sở 2, đường tránh thành phố cầu Sông Tào, Hoàng Cáp, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Vạn Ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.